chào cô chú và các bạn. Hôm nay con tiếp tục chia sẻ hình ảnh cây lụ bạch trong chậu 15 galon. Cây có chiều cao là từ 5 đến 6 feet, gốc thiệt to, gãy đầy trong chậu 15 galon. Để quay gần chia sẻ hình ảnh cho cô chú cùng xem nha. Cây lụ bạch trong chậu 15 galon. Gốc to bằng ngón chân cái. Bên này gốc to gấp rưỡi ngón tay cái. Rồi quay từ gốc lên tới ngọn ha. Cây này có chiều cao là 6 feet. Cây sum xê. To đẹp ha. Thì cây lụ bạch này gãy đầy trong chậu 15 galon. Khi ship thì con sẽ bỏ cái chậu, quấn nguyên một cục đất lại gửi cho cô chú nha. Cây lụ bạch trong chậu 15 galon. Gốc to bằng ngón chân cái. Gốc to bằng ngón chân cái. Cây này có chiều cao là 5 feet rưỡi. Cây rất là cao nhưng mà con đã cắt ngắn còn 5 feet rưỡi thôi nha cô chú. Cây này phải chờ lá non ra thì nhìn nó xum xê hơn ha. Rồi nếu cô chú thích thì alo nha. Lụ bạch. Con tiếp tục chia sẻ hình ảnh cây hồng giòn trong chậu 5 galon. Gãy đầy trong chậu 5 galon. Cây có chiều cao là từ 5 feet trở lên. Cây vô chậu lâu, cây khỏe mạnh, an tâm để ship. Rồi để con quay gần chia sẻ hình ảnh cho cô chú cùng xem nha. Lướt qua một vòng rễ nha cô chú. Thường nếu mà cô chú nào ở gần á, thì mình mua cây trong chậu 7 galon. Còn nếu mà cô chú nào ở xuyên bang thì mình lấy trong 5 galon để nhẹ tiền ship nha cô chú. Rồi. Rễ. Gốc. Cành nhánh. Cây nào cũng có chiều cao là từ 5 feet trở lên nha cô chú. Con để tấm bạc sao cho cô chú dễ nhìn ha. Rồi nếu cô chú thích thì alo nha. Cây táo tạo 866 trong chậu 15 galon. Cây có chiều cao là 8 feet. Gốc thiệt là to, cây thiệt là cao luôn nha cô chú. Rồi để con quay gần nha. Số 1. Gốc nè. Cô đo cái vòng kính này là 23 nha cô chú. Gốc thẳng từ dưới lên tới trên luôn. Rồi cây đang ra mầm ha. Này. Mầm xanh xanh nè. Đo vòng kính cho cô chú xem nha. Cây táo tàng 866 này có vòng kính là 22,5 cm. Là mình đo cái chỗ mắt ghép này nha cô chú. Còn dưới này là nó to hơn nữa. Nhưng mà cái này là gốc táo tàu dài, mình không có đo. Đo từ cái chỗ này. Gốc to ha. Cây số 2 có vòng kính là 21 cm. Gốc thẳng. Cây đang ra mầm từ trong thân. Mầm. Cây này gốc nhỏ hơn cây số 1 nhưng mà bù lại là cái tán ở trên này nó nhiều hơn nha cô chú. Và cây có chiều cao là 8 feet. Cây số 3 có vòng kính là 22 cm, gốc thẳng. Cây cũng đang ra mầm từ trong thân. Rồi ở đây thì mới gì nhú. Thường thường cái cây gì ship đi là ok nhất nha cô chú. Khi mà cái mầm nó ra dài nữa là những cây lớn này á, con không có ship, mình quắn sẽ rất là khó. Rồi quay xa cho cô chú xem ha. Mấy cây táo tàu 866 gốc to này nằm trong chậu 15 galon. Trung bình đó thì gốc từ 20 cm trở lên. Gốc thẳng cây nào cũng vậy trơn cô chú. Chiều cao thì nó sẽ bằng nhau ha. Nhưng mà cây thì sẽ có cây gốc bự, gốc nhỏ. Nếu mà cô chú ở xuyên bang muốn mua cây bự thì con có thể ship được nha. Tại vì nó nằm trong chậu 15 galon. Thì con chỉ cần bỏ cái chậu đi. Rồi quắn cục đất lại gửi cho cô chú. Cây đang mới vừa nhú mầm hơi hơi thì gửi đi rất là tốt luôn, dễ gửi. Mai mốt cái này nó ra chồi dài rồi, nó có bông, mình gửi đi nó dễ bị rớt lắm. Nó ra bự như vậy nè. Tiếp tục chia sẻ hình ảnh cây táo tàu 866 Sugarcane Honeya trong chậu 15 galon. Gãy đầy trong chậu 15 galon. Cây có chiều cao là từ 6 feet trở lên, gốc to. Rồi để quay gần chia sẻ hình ảnh cho cô chú cùng xem ha. Qua một vòng gốc cho cô chú cùng xem nha. Gốc to hơn ngón chân cái, mắt ghép nè. To hơn ngón chân cái, mắt ghép nè. Dưới này là to hơn ngón chân cái, trên này là bằng ngón chân cái. Gốc nè. Táo tàu này là hàng vô chậu 2 năm, năm rồi nó đã có trái rồi. Rễ đầy trong chậu 15 galon. Cho nên là cô chú thấy cái gốc của nó to. Và thân, nhìn cái thân nó vững nha cô chú. Gốc nè, thân nè. Để ngồi con lôi riêng ra cho cô chú ngắm một cây nha. Cô chú trồng cái hàng này cô chú sẽ rất là ưng bụng luôn. Nhìn cây rất là mướt.
Lấy riêng ra quay cho cô chú xem ha. Góc to hơn ngón chân cái, mắt ghép đẹp, thăng thẳng từ dưới tới trên luôn. Rồi lấy xa nè, cho cô chú ngắm nguyên cây nha. Nhánh rất là đều. Rồi đừng quay gặt. Cái này là hàng vô chậu lâu, rễ đầy trong chậu 15 ga lông. Rễ rất là chặt luôn nha cô chú. Năm rồi đã có trái nhiều rồi, năm nay tiếp tục ra chồi. Đang có bông. Đó. Cái hàng này khi mà ship xiên bang, con sẽ dục cái thùng đi quắn nguyên một cục đất lại. Đất nó sẽ có nguyên một khối. Cô chú cứ an tâm ha, không có bị xúc đất bời rời. Còn cái hàng mà vô chậu một năm á, là cái hàng đó con chỉ bán cho khách cấp, con không có ship nha. Tại vì khi mình bỏ cái chậu đi á, nó đất nó bị xúc ra. Thì táo tàu nó rất là dễ, nhưng mà như vậy thì cô chú trồng nó là sẽ lâu lâu hơn cái cây này nha. Cây này là cái hàng dưỡng lâu, cây đẹp. Rồi nếu cô chú thích thì alo ha. Cây táo tàu Sugar Cane trong chậu 15 ga lông, rễ đầy trong chậu 15 ga lông. Gốc to bằng ngón chân cái hoặc to hơn, có nhiều gốc đó cô chú. Rồi cây có chiều cao là 6 feet. Cái hàng vô chậu lâu nhìn cái cây đẹp lắm, gốc nó to hơn và nhìn nó vững vàng hơn, cành nhánh nhiều hơn. Tưởng tượng có trái là rất là nhiều luôn ha. Sugar Cane với lại Honeya nó cho trái nhiều hơn 866 cho những năm đầu nha cô chú. Còn khi mà cô chú trồng có cây trưởng thành sau năm thứ 5, thứ 6 rồi á, là tất cả cây đều nhiều trái hết. Cô chú cứ an tâm, đừng có lo là 866 nó sẽ ít trái nha. Ở bang khác thì như thế nào không biết, nhưng mà ở Cali là nhà nào cây tám tàu, cây táo tàu 866 trái cũng nhiều hết. Chỉ sợ á, một điều là người ta không muốn trồng á, là cái rễ nó đi tùm lum nên là cô chú không có thích thôi. Thì bây giờ cô chú trồng trong chậu mà mình chôn nguyên cái chậu xuống thì cũng ok lắm, hạn chế được cái rễ đi tùm lum ha. Nếu mà cô chú thích thì mình có thể trồng theo cách đó. Bỏ chậu đi ship nha cô chú. Cái này là để khô một tuần trước khi ship cho nên là cô chú giật cây rất là dễ. Cây táo tàu này con sẽ ship cùng với mớp, rau găm, cần, cần tàu nha cô chú, bầu, ớt sừng. Ở đây con có ớt chỉ thiên long nè. Rồi nếu cô chú thích thì alo nha. Con tiếp tục chia sẻ hình ảnh nhánh ổi thái ruby chiếc nhánh nha cô chú. Nhánh này có chiều cao là hơn 2 feet. Thời tiết ấm áp lên bắt đầu nó ra những cái mầm nè. Còn rễ nè. Nhánh này con bán với giá là 90 đồng. Mới vừa cắt xong luôn, quay video lại cho cô chú cùng xem ha. Nhánh số 2. Gốc mầm. Rễ già, cọng rễ to. Trời hơi tối nên là cô chú hơi khó nhìn ha. Nếu mà cô chú ở gần thì đến coi kỹ là bộ rễ giùm con nha. Nhánh số 3. Lên trên này trời hơi sáng hơn chút xíu. Gốc rễ già nha cô chú. Rễ nè. Nhánh số 4. Nhánh này to và đẹp nha cô chú. Rễ nè. Mặt bên có nắng cái rễ nó già hơn. Gốc thẳng đẹp, to bằng ống hút bô bà. Cái này chiết ngay chỗ có phần ngọn nên là nó có nhiều nhánh sẵn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nó ra mầm. Rồi nhánh này đẹp ha. Okay. Tiếp tục chia sẻ hình ảnh gỏi thái ruby trong chậu 5 ga lông. Gốc nè. Gốc này to, to bằng ngón tay này nha cô chú, kể đầy trong chậu 5 ga lông. Cây này có chiều cao là 3 feet. Mầm chồi quá chừng luôn ha. Hôm nay con tiếp tục bán rau nha cô chú. Thì hôm nay con có thêm cây hoa nguyệt quế nè. Mỗi tuần con sẽ cập nhật một lần để cho cô chú cùng xem cây rau nó bao lớn ha. Hôm nay còn có thêm cây lá cách nè. Cây hoa sơ đũa. Rồi cây sung nè. Sung Việt Nam ha. Quay cây hoa nguyệt quế cho cô chú cùng xem ha. Gốc nè. Cây này hiện tại đang có 4 nhánh. Tán tròn. Cây có chiều cao là gần 3 feet.
Thì nếu mà cô chú ở xuyên bang muốn mua đó thì con sẽ gửi hình, thì nó sẽ cái size nó sẽ xem với nhau, cô chú có cây cao hơn chút, cây lùn hơn chút, nhưng mà cây nào cũng xum xuê hết ha. Kinh giới tí tô, con vừa có cây vừa có hạt mơ long, mùng tơi tím, mùng tơi trắng, ớt chữ thiên đen, ớt sừng Việt Nam, mướp hương, khổ qua trái lớn. Thì con vừa có cây vừa có hạt, trong này có cẩm tím rồi con có cẩm cam luôn nha, cây lá lùng gói bánh chưng, cây hoa sa nhái ăn bánh xèo, rồi hẹ, cây sơ đũa trắng, sơ đũa đỏ. Thì con vừa có cây vừa có hạt ha. Rồi rau găm nè, bạc hà, xương xăm láng, con vừa có cây vừa có hạt, cây củ chuối. Cây củ chuối nó trồng từ năm rồi, cây cao thiệt là cao luôn nha cô chú, và nó gủi xuống bây giờ nó mới bắt đầu lên cây con lại. Dưa gang vừa có cây vừa có hạt, húng lủi, thân tím, lá xoăn, rồi cây sung Việt Nam. Nếu mà cô chú nào thích uống bonsai thì mua ha, cây nhỏ nhỏ. Cây này cao 2 feet, tầng dày lá, cần. Cây củ ghiền, hành hương. Gieo giáp cá một chậu xum xuê nè. Cần tàu, câu găm, húng cây, hẹ, ớt xim xanh. Rồi nếu mà cô chú nào thích cây lá cách thì alo ha. Còn đây là húng cây trong chậu một cái lông. Hôm nay con có thêm cây đậu gồng. Thì đậu gồng con vừa có hạt vừa có cây. Nếu mà cô chú nào thích gấp thì con bán 5 đồng, ship thì con bán 8 đồng cộng tiền ship nha. Hạt giống thì mỗi gói 5 đồng. Thì con có đầy đủ hạt giống nha. Rồi lướt qua cho cô chú xem lại. Mùng tơi, dắp cá, tía tô, cần tàu, rau găm, khổ qua, lá chua, su su, tí tô, lá mơ, bầu, mớt, cẩm tím, cẩm cam, bồ ngót, su đũa nè, bồ ngót Nhật, cây sung, sung trong đây, cây lá cách. Rồi lướt qua cho cô chú xem vậy thôi ha. Em tiếp tục chia sẻ hình ảnh cây rau chuẩn bị ship xuyên bang cùng với hạt giống cải cúc, hai ớt chữ thiên long, hai đậu gồng em vừa có cây vừa có hạt, khổ qua trái lớn em vừa có cây vừa có hạt, lá lốt lá lớn, cẩm cam, thì em có cẩm tím nữa. Nếu cô chú thích thì alo ha, thì tất cả sẽ đi chung một thùng cùng với hạt giống. Con tiếp tục chia sẻ hình ảnh cây rau chuẩn bị ship xuyên bang. Thì ở đây con đang có 14 cây rau sẽ ship chung một thùng cùng với hai gói hạt giống dành cơm. Thì hạt giống con bán mỗi gói là 5 đồng. Nếu cô chú thích thì alo ha. Con có đầy đủ hạt giống. Hai gói hạt giống sẽ ship cùng với ngò rí. Con vừa có cây vừa có hạt. Cây bạc hà, húng lủi, lá xoăn, thân tím, hai húng cây, hai ớt chữ thiên, con vừa có cây vừa có hạt, hai rau găm, hai hành hương, hai cây củ ghiền. Củ ghiền mùa này nó đang lên cây con dưới này nè. Rồi tất cả sẽ đi chung một thùng. Cây rau thường thường con bán cho pick up là 5 đồng, còn ship là con bán 8 đồng cộng tiền ship nha cô chú. 10 cây rau sẽ đi chung một thùng nha cô chú. Đầu tiên con có hai cỏ thuốc dồi, hai sâm đất, hai rau găm, hai cần nước, hai hành hương. Là tất cả 10 cây rau sẽ đi cùng với hạt giống và hũ cơm mẻ nữa. Con tiếp tục chia sẻ hình ảnh cây rau chuẩn bị ship xuyên bang. Thì ở đây con đang có tất cả là 9 cây rau, 3 ớt chữ thiên đen và 6 cần tàu.
Cây ớt chỉ thiên đen trong chậu 1 ca long. Cây đang chuẩn bị có bông nè. Rồi cần tàu xin xê luôn nha cô chú. Rồi tất cả 9 cây này sẽ đi chung một thùng. Nếu cô chú thích thì alo ha.